Xin chào các chị, hôm nay thì em ấy sẽ review cho các chị một bộ sản phẩm, đó là vàng lá 24K của tập đoàn dược mỹ phẩm December. Cái bộ sản phẩm này thì thường thường là các chị vào spa thẩm mỹ viện thì các chị sẽ thấy là hiện nay các spa lớn, thẩm mỹ viện lớn đang áp dụng để trong liệu trình trẻ hóa toàn diện thay cái phương pháp mà xóa nhăn cũng như là hỗ trợ điều trị nám sạm tàn nhang và những cái quá trình mà da bị lão hóa cho những cái chị khách hàng ở cái độ tuổi đã lớn. Thì đối với cái sản phẩm này thì em Huế hôm nay sẽ review tất cả cái sản phẩm vàng lá này ở tại nhà cho các chị và những cái bước hướng dẫn sử dụng cho các chị ở tại nhà để đạt hiệu quả cao nhất nha các chị nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một bộ vàng lá đầy đủ. Đây là 10, gồm có 10 cái PGA, 30 lá vàng, một cái kem massage. Nhưng bởi vì đây là cái bộ mà em đang Huế đang làm dở nên là em sẽ review luôn cái bộ sản phẩm mà em sẽ thực hiện ở đây cho các chị xem. Tiếp theo nữa là bộ sản phẩm này thì được tặng kèm theo một cái chai tinh chất vàng 24K để chúng ta massage trước khi đưa các lá vàng vào trong cái vùng da của chúng ta được sâu hơn. Và đặc biệt là nó có 10 cái mặt nạ. 10 cái mặt nạ dạng gói này thì chúng ta sẽ sử dụng trong thời gian là 20 lần nhé. Nếu như ở tại spa chúng ta có thể sử dụng một lần, nhưng ở tại nhà thì các chị cứ chia cho em làm 2 lần và chúng ta sẽ sử dụng trong vòng 20 lần. 10 ngày thì các chị sẽ sử dụng cho em Huế một lần. Và khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta sẽ thấy rằng là những cái lá vàng nó sẽ đẩy ra toàn bộ những cái độc tố ở dưới da, những dư lượng mỹ phẩm hay là những cái chất mà có hại cho da, làm cho da chúng ta bị sạm, xỉn màu và da chúng ta bị lão hóa. Thì các chị sẽ thấy khi mà em thực hiện lá vàng thì em sẽ lau đi và chúng ta sẽ theo dõi xem là mỗi một lần lau thì các chị sẽ để ý thấy rằng là lá vàng của nó sẽ sáng dần lên và giúp cho cái da của các chị nó xóa được những cái vết nám lâu ngày ở trên da nhé các chị nhé. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu vào bước đầu tiên thực hiện. Đây là gương mặt của em là hoàn toàn là đã làm sạch rồi. Và bây giờ thì em sẽ thực hiện bước đầu tiên, đó là chúng ta sẽ dùng cái gel massage được tặng kèm theo cái bộ vàng lá 24K này để chúng ta sẽ massage tạo một cái đường dẫn sâu vào trong da của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ lấy một cái lượng gel như thế này, sau đó thì bôi đều lên khắp mặt. Da của em trước đây thì không được như thế này, nhưng hiện tại khi mà sử dụng bộ vàng lá xong thì da của em hiện tại đã được cải thiện rất là hiệu quả rồi. Và hôm nay thì em review cho các chị về cái cách sử dụng cũng như là cách hướng dẫn các chị làm tại nhà một cách hiệu quả nhất. Chúng ta sẽ massage theo cái chiều nâng cơ từ dưới lên trên và từ trong ra ngoài để giúp cho toàn bộ những cái phần tinh chất vàng nó sẽ len lỏi vào sâu trong da và cấp thêm cái độ ẩm cho da nhé các chị nhé. Sau khi chúng ta massage xong rồi, da của chúng ta đã được thẩm thấu giữ ẩm rồi thì đến bước tiếp theo là các chị sẽ lấy cái vàng lá để đắp lên trên da và chúng ta sẽ giữ nguyên cái lá vàng đó trong tầm khoảng 10 phút đến khi mà lá vàng vụn ra một chút thì chúng ta mới bắt đầu massage nha các chị nhé. Đây là nguyên bộ vàng lá này. Đây là những cái lá vàng nguyên chất 99,99%, 24K và chúng ta sẽ sử dụng cái vàng này để loại bỏ toàn bộ những cái độc tố ở dưới cái vùng da của các chị. Cái lá vàng như thế này loại bỏ toàn bộ những cái độc tố, những cái dư lượng mỹ phẩm cũ và toàn bộ những cái vấn đề mà da, tức là những cái da mà bị lão hóa ở trên bề mặt da của các chị thì các chị sẽ loại bỏ bằng những cái lá vàng này cho em. Một lần sử dụng thì các chị sẽ lấy cho em tầm khoảng 3 lá vàng để chúng ta có thể sử dụng trong cái liệu trình mà thay da bằng vàng lá này. Đó, chúng ta để nguyên như thế này tầm khoảng 10 phút. Cho chị mượn cái kéo. Đây, cái lá vàng nó nguyên chất như thế này và nó có bề rộng như thế này, chúng ta sẽ còn cái phần trên trán, phần mũi và phần dưới cằm thì chúng ta sẽ cắt nhỏ ra. Ví dụ như là đây là một lá vàng nguyên thì chúng ta sẽ cắt ra làm 3 phần để chia đều cho 3 điểm nhé các chị nhé. Chia đều cho 3 điểm cho em. Thank you.
Nếu như ở vùng trán này chúng ta muốn có thể lấy thêm vàng thì các chị cắt thêm một chút nữa để giúp cho cái vùng trán này nó sẽ được lấp đầy bằng vàng luôn nhé các chị nhé. Sau đó thì các chị sẽ để nguyên như thế này cho em tầm khoảng 10 phút cho em, để cho những cái lá vàng nó có thời gian nó thẩm thấu vô da của các chị. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ để nguyên 10 phút nhé. Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái quá trình vàng nó sẽ ngấm vào da như thế nào các chị nhé. Sau khi để vàng ở trên vùng mặt của chúng ta khoảng 10 phút thì tiếp theo nữa thì em sẽ lấy cái chai ở trong cái hộp vàng này. Đây là cái chai kem dưỡng ẩm, và kem này thì chúng ta có thể thay làm kem massage luôn. Chúng ta sẽ sử dụng cái kem này để bôi đều lên trên cái vùng mặt và tán đều cái lá vàng ra cái vùng mặt của chúng ta nhé. Đó. Chúng ta sẽ bôi một lớp, và nếu như trong quá trình các chị massage các chị thấy là cái da của chúng ta nó khô thì mà cái vàng nó chưa tan hết thì các chị có thể lấy bổ sung thêm kem này để giúp lấy toàn bộ những cái lá vàng nó tan ở trên vùng mặt và đẩy sâu vào trong da. Thì khi mà chúng ta làm đánh tan cái vùng da mặt này thì nó sẽ có hai tác dụng. Một là cái vùng da này nó sẽ tán đều cái lá vàng, đẩy sâu vào trong da và kích hoạt những cái ion ở dưới cái vùng da của các chị, giúp cho cái vùng da của chúng ta nó sẽ thẩm thấu sâu cái tinh chất vàng này vào sâu trong da hơn. Cái thứ hai nữa là nó sẽ đẩy toàn bộ những cái độc tố ở dưới cái vùng da của các chị lên theo cái lá vàng này lên nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ massage đều. Các chị phải nhớ massage đều cho em để giúp cho da của chúng ta nó được đồng đều màu, tất cả vàng nó sẽ phải đi sâu vào trong da nhưng mà phải đi đều nhé các chị nhé. Tất cả những cái vùng ở trên da đều được tiếp nhận cũng như thẩm thấu cái vàng lá này. Thì khi mà các chị sử dụng như vậy thì một thời gian là các chị sẽ thấy là khi mà chúng ta lau á, thì cái lá vàng của nó sẽ đẩy toàn bộ những cái độc tố và những cái màu ở trên cái giấy mà chúng ta lau đi, nó sẽ rất là đen. Có những chị thì nó đen kịt như là than ấy, còn có những chị mà độc tố ít thì nó sẽ xám xám. Còn nếu như chị nào mà da sạch rồi, da trắng rồi thì nó sẽ giúp cho da của các chị nó được trẻ hóa. Đó, có những chị thì chúng ta làm tầm 3 đến 5 lần vẫn đen, đấy là do là trước đây chúng ta sử dụng phải kem trộn lột tẩy và cái da của chúng ta bị nhiễm độc quá nhiều á. Thì chúng ta sẽ kiên trì sử dụng một liệu trình này là 10 lần để giúp lấy lại toàn bộ những cái độc tố và đẩy toàn bộ những cái độc tố ở da của các chị đi, thì khi đó các chị dưỡng da vào thì nó mới đẹp được lên nha các chị nhé. Đó, các chị cứ massage đều lên như thế này cho em, massage theo cái chiều nâng cơ như thế này cho em. Đây là em làm được gần 5 lần rồi, thế nên là da nó sẽ tiếp nhận sản phẩm rất là nhanh, cái lá vàng nó sẽ tan rất là nhanh. Còn nếu như chị nào mà mới làm ấy, thì cái lá vàng nó sẽ tan chậm hơn một chút, bởi vì da của chúng ta nó thiếu độ ẩm. Cái này thì nó sẽ giúp kích thích sản sinh những tế bào mới ở dưới da rất là nhiều. Và đặc biệt là với cái lá vàng hiện nay thì nó vẫn là một chất chống oxy hóa mạnh nhất trên thế giới hiện nay. Chưa có một cái hợp chất nào có thể chứng minh được là nó chống oxy hóa mạnh hơn về những cái lá vàng. Đây các chị thấy là khi mà massage thì nó sẽ có những cái phần này, da của chúng ta nó sẽ trắng dần lên. Và cái lá vàng đi đến đâu thì nó sẽ đẩy toàn bộ độc tố và những cái da mà bị sạm xỉn màu đi đến đấy. Chúng ta sẽ thấy là những cái vùng da sáng màu nó sẽ lộ ra. Ngay khi thực hiện lần đầu tiên hoặc là từng lần thực hiện thì các chị sẽ thấy rõ cái hiệu quả của cái lá vàng này trên cái làn da của các chị. Nó cực kỳ là hiệu quả. Hiệu quả chúng ta sẽ trông thấy ngay nhé, chứ không phải chờ lâu các chị nhé. Một liệu trình này thì chúng ta sẽ làm trong thời gian là khoảng gần 3 tháng. Cứ 10 ngày thì các chị sẽ làm một lần cho em. 10 ngày chúng ta sẽ làm một lần, và trong cái thời gian khoảng 3 tháng thì chúng ta sẽ thấy là rõ cái hiệu quả của nó trong một liệu trình. Nếu như bình thường da các chị không có vấn đề gì thì các chị có thể sử dụng 1 năm một liệu trình này cho em.
một năm một liệu trình vàng lá như thế này để giúp là da của chúng ta nó sẽ có được cái sự cải thiện lưu thông khí huyết cũng như là toàn bộ những cái tuần hoàn ở trên cái da của chúng ta nó sẽ được kích hoạt bằng những cái ion của vàng. Đối với da mà bị nám hoặc da bị mất sắc tố khi mà chúng ta sử dụng những phương pháp bóng bắn laser hoặc là bong chóc lột tẩy quá mạnh, da bị yếu, gốc da bị tổn thương thì các chị có thể sử dụng bộ vàng lá này để phục hồi toàn bộ cái gốc da ở trên cái vùng da của các chị, cực kỳ là hiệu quả nha các chị nhá. Rồi, khi mà massage xong như thế này thì chúng ta sẽ đến cái bước là chúng ta sẽ lau cái lá vàng đi. Các chị thấy không? Một bên lau rồi, một bên chưa lau, hai bên nó hoàn toàn khác nhau. Bởi vì là bên lau rồi thì nó đã được loại bỏ toàn bộ những cái bụi bẩn, những cái tạp chất. Còn bên chưa lau thì chúng ta vẫn chưa loại bỏ được những cái bụi bẩn và tạp chất của da đi. Đây, cái lá vàng nó sẽ như thế này nha các chị nhé. Đây là em đã sử dụng được 5 lần rồi. Còn nếu như chị nào mà mới sử dụng 1-2 lần thì cái lá vàng của nó sẽ rất là đen. Nó sẽ rất là đen, biểu hiện đó là những cái độc tố ở dưới da của chúng ta rất là nhiều nha các chị nhé. Làm cái liệu trình này ở tại nhà rất là đơn giản. Các chị có thể thực hiện ngay tại nhà mà không cần mất thời gian đi spa và tiết kiệm được chi phí rất là nhiều. Bởi vì nếu như các chị làm được tại nhà thì chúng ta sẽ chủ động được cái thời gian cũng như là khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta có thể nghỉ ngơi luôn để giúp da của chúng ta hoàn toàn được thư giãn. Sau khi lau xong thì em sẽ lấy được toàn bộ những cái độc tố ở dưới cái vùng da của chúng ta thông qua những cái lá vàng như thế này. Và các chị thấy là đây là em đã làm đến lần thứ 5 thì cái lượng độc tố của nó đã giảm đi và cái lá vàng nhìn rõ là không còn màu đen nữa. Nhưng mà trước đây khi mà em làm thì cái lượng độc tố nó rất là nhiều và cái lá vàng của nó rất là đen nha các chị nhá. Hầu như khí hậu thời tiết ở Việt Nam thì hầu như ai da của ai cũng bị nhiễm độc tố hết đó các chị. Và chúng ta sẽ bảo vệ da bằng cách sử dụng những cái vàng lá như thế này để loại bỏ toàn bộ độc tố kim loại thể nặng đi. Đó. Và bây giờ thì sau khi sử dụng xong cái bước lau này thì chúng ta sẽ đến một cái bước nữa. Đó là cái bước mà chúng ta sẽ bôi cái tinh chất PGA đều vào da. Sau đó thì chúng ta sẽ đắp cái mặt nạ vàng. Nó sẽ kết thúc cái chúng ta sẽ kết thúc cái quá trình mà làm vàng lá như thế này nhé các chị nhé. Bây giờ thì em sẽ lau lại mặt cho các chị để giúp cho các chị có thể nhìn rõ được gương mặt của em sau khi lau xong bằng nước sạch thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái gương mặt của em nó sẽ khác so với trước khi lau. Khi mà làm xong thì cái da của chúng ta sẽ rất là bóng. Da của chúng ta sẽ rất là bóng, rất là khỏe nhé các chị nhé. Đó. Nó cực kỳ là bóng, cực kỳ là khỏe và có cái độ ẩm rất là tốt ở trên cái vùng da của các chị. Rồi ok, sau khi lau sạch mặt xong rồi thì chúng ta sẽ đến một cái bước nữa. Đó là cái bước chúng ta sẽ bôi cái PGA ở trong bộ vàng lá. Trong bộ vàng lá thì nó sẽ có 10 cái PGA. Và tiếp theo nữa thì em sẽ bôi PGA để giúp cho cái vùng da của chúng ta nó sẽ được khỏe hơn và có giữ được cái độ căng bóng. PGA này thì nó sẽ có, tức là nó sẽ ngậm nước gấp tầm khoảng 10 lần những cái phân tử nước, những cái HA ở trên thị trường. Chính vì thế nên khi mà da của chúng ta mà bị khô quá, lão hóa quá thì các chị có thể sử dụng cái PGA này. Đó, trước khi mà đắp mặt nạ thì các chị sẽ bôi một lớp mỏng PGA này cho em trước khi đắp mặt nạ để cho da của chúng ta sẽ thẩm thấu cái PGA này một cách hiệu quả nhất nhé. Ta sẽ massage nhẹ nhàng thôi, bôi nhẹ nhàng ở tất cả những cái vùng ở trên mắt, ở cái vùng mặt nạ này. Rồi ok, sau khi bôi một lớp mỏng PGA này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái bước cuối cùng, đó là bước trộn mặt nạ. Mặt nạ thì bên em sẽ có một cái bát và một cái thìa như thế này, giống như ở spa thì các chị nếu như mua sản phẩm thì sẽ được tặng một cái bát và một cái thìa. Đó, và chúng ta sẽ sử dụng cái gói mặt nạ này. Đây, chúng ta sẽ sử dụng, em đã cắt sẵn cái gói mặt nạ này. Chúng ta sẽ sử dụng cái bột mặt nạ này, bột này là bột vàng. Chúng ta sẽ trộn đều lên nhé các chị nhé. Cái bột này thì chúng ta sẽ trộn đều lên thành một cái dung dịch sệt sệt một chút. Nhưng mà các chị đừng pha loãng quá. Thì nếu mà pha loãng quá thì chúng ta đắp vào thì nó sẽ chảy cái bột, nó rất là phí. Chúng ta sẽ đắp vừa thôi, trộn vừa thôi, theo tỷ lệ nước vừa phải thôi. Bột nó sệt sệt là được nhé các chị nhé. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ bôi lên trên cái vùng da. Và chúng ta sẽ chờ xem là cái hiệu quả của sản phẩm lên cái da của các chị sẽ như thế nào nhé.
Các chị sẽ bôi đều lên trên vùng mặt cho các em, đều lên toàn bộ vùng mặt để chút nữa chúng ta khi mà chúng ta bóc ra thì nó dễ dàng. Nhớ trước khi bôi chúng ta sẽ bôi một lớp PGA trước để giúp cho cái da của chúng ta nó sẽ hấp thụ được toàn bộ những cái tinh chất của PGA vào sâu dưới cái lớp mặt nạ này nhé các chị nhé. Chúng ta sẽ làm như thế này và chờ tầm khoảng 10 đến 15 phút, đến khi nào mà mặt nạ các chị có cái cảm giác khô thì chúng ta sẽ bóc ra nhé. Đây, để nguyên như thế này 15 phút cho em ấy. Sau khi khoảng 10 đến 15 phút các chị thấy là cái vùng mặt nạ của mình đã khô rồi thì các chị sẽ bóc cái mặt nạ này ra nha các chị nhé. Đây chúng ta sẽ bóc cái mặt nạ ra và chúng ta sẽ thấy rằng là cái vùng da của các chị nó sẽ trắng lên, sáng lên rất là nhiều luôn. Đây các chị thấy không, khi mà bóc xong thì cái mặt nạ này cái da của các chị nó sẽ rất là trắng, sáng và hồng hào nha các chị nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ lau sạch đi, còn những cái phần vụn vụn thì các chị sẽ bóc sạch đi. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng nước, chúng ta sẽ lau qua mặt, nước sạch nha các chị nhé, nước sạch lau qua mặt. Và bước cuối cùng thì chúng ta sẽ bôi cái PGA, hoặc nếu như chị nào mà có máy điện di ở tại nhà thì các chị có thể điện di bằng cái PGA. Cái này là cái tinh chất giúp cho toàn bộ cái vùng da chúng ta được trẻ hóa, trắng sáng, cấp ẩm, cấp nước. Và nó có thành phần chống oxy hóa cực kỳ là mạnh luôn nha các chị nhé. Đó, khi mà lau xong thì các chị sẽ thấy là cái da của chúng ta nó sẽ hoàn toàn là thay đổi. Nó rất là căng, rất là bóng, rất là mịn. Và đồng thời thì nó rất là sáng, nó sẽ sáng lên được từ khoảng 2 cho đến 3 tông luôn nha các chị nhé. Sau khi các chị làm sạch da mặt xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái PGA. Và lúc này thì các chị có thể sử dụng cái PGA và kết hợp với máy điện di nhé. Chị nào có máy điện di thì chúng ta sẽ để ở cái chế độ nóng. Và do là cái da của em là da khỏe nên em sẽ để ở chế độ nóng và cái nhiệt độ là cao nhất là 42 độ để giúp cho đẩy sâu cái tinh chất PGA vào trong da của chúng ta được sâu nhất. Nó sẽ hơi ấm ấm một chút, còn nếu như trong trường hợp chị nào mà da mỏng thì các chị có thể là sử dụng cái điện di nhưng mà ở cái nhiệt độ nó thấp hơn một chút nhé các chị nhé. Đó. Chúng ta sẽ bôi đến đâu thì sẽ sử dụng máy điện di đến đấy luôn để cho da của chúng ta nó sẽ được đẩy toàn bộ cái tinh chất vào mà không bị thoát ẩm ra bên ngoài. Đó. Các chị sẽ thấy rằng là da của các chị sau khi đẩy xong cái tinh chất PGA này bằng điện di thì da của các chị nó rất là căng và rất là bóng. Đây, ta sẽ bôi đều. Ta sẽ bôi đều khắp mặt, sau đó thì điện di. Chiều từ dưới lên trên và chiều từ trong ra ngoài các chị nhớ nhé, theo cái chiều nâng cơ để giúp cho vùng da của chúng ta nó sẽ được xóa nhăn và nâng cơ luôn. Ta sẽ bôi đều khắp mặt, sau đó thì sử dụng máy điện di để giúp cho cái tinh chất nó sẽ thẩm thấu đều khắp mặt của chúng ta nhé. Điện di thì chúng ta sẽ sử dụng cái chế độ điện di nóng để đẩy tinh chất sâu hơn. Khi máy điện di chạy đến một cái mức nào đó thì máy sẽ tự tắt. Thì khoảng 10 phút là máy sẽ tự tắt. Thì 5 phút, 10 phút gì đấy thì các chị sẽ vỗ điện di. Sau khi điện di xong thì toàn bộ là cái tinh chất nó sẽ thẩm thấu vô da của các chị rồi. Thì lúc này là chúng ta sẽ đi nghỉ. Đó, thường thường là những cái bước như thế này thì các chị nên thực hiện vào buổi tối để da của chúng ta thực sự được nghỉ ngơi. Đó, đấy là vậy là kết thúc cái liệu trình vàng lá rồi. Bây giờ thì em ấy sẽ nhắc lại nhé. Sẽ nhắc lại với các chị một lần nữa toàn bộ cái liệu trình vàng lá. Đầu tiên là chúng ta sẽ sử dụng cái chai gel vàng này để massage tầm khoảng 5 phút, đưa cái tinh chất giúp cho cái vùng da mặt của chúng ta nó có cái độ ẩm. Tiếp theo nữa thì sau đó thì chúng ta sẽ để lá vàng
khoảng 3 lá, 2 lá ở bên, 2 lá nguyên ở hai bên má và một lá chị chia làm 3, cắt làm 3 cho em để vùng trán, vùng mũi và vùng cằm. Ở cái đây thì sẽ có 30 lá vàng chia làm 10 lần sử dụng. Sau khi để lá vàng xong thì chúng ta sẽ để tầm khoảng 5 đến 10 phút để giúp cho cái lá vàng nó khô một chút. Và nó bắt đầu nó kích hoạt những cái hoạt tính ở trong lá vàng. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng cái lọ kem dưỡng ẩm này để bôi đều khắp mặt và chúng ta sẽ massage. Khi mà massage xong thì chúng ta sẽ thấy là đến mức độ là da của các chị nó khô một chút thì chúng ta sẽ lau đi toàn bộ những cái kem và những cái lá vàng ở trên cái vùng da. Còn lại những cái lá vàng ở dưới cái vùng da thì nó sẽ đẩy sâu vào và nó trẻ hóa cũng như là tái tạo lại cái lớp da mới ở cái gốc da của các chị. Tiếp theo nữa, sau khi massage xong thì chúng ta sẽ lau sạch mặt đi bằng nước sạch. Sau đó thì chúng ta sẽ bôi một lớp mỏng PGA. Sau khi bôi lớp mỏng PGA xong thì các chị sẽ sử dụng cho em đến cái mặt nạ này. Chúng ta sẽ sử dụng cái mặt nạ này để đắp lên mặt tầm khoảng 10 đến 15 phút. Sau khi đắp lên mặt tầm khoảng 10 đến 15 phút xong, chúng ta bóc ra thì chúng ta sẽ sử dụng PGA để chúng ta bôi tiếp lên trên mặt. Và lúc này nếu như chị nào có máy điện di thì các chị có thể sử dụng điện di ở chế độ nóng để đẩy sâu tinh chất PGA vào sâu trong da. Đó, sau khi sử dụng xong cái này thì chúng ta sẽ kết thúc cái liệu trình. Chúng ta sẽ kết thúc cái liệu trình mà sử dụng cái tinh chất vàng lá, và cứ 10 ngày thì các chị sử dụng cho em một lần. Sau một lần hoặc là 10 lần sử dụng theo một liệu trình này thì chắc chắn là các chị sẽ có được một làn da căng bóng trắng sáng và loại bỏ toàn bộ những cái nám sạm, tàn nhang, đồi mồi cũng như là những cái sắc tố không đồng đều ở trên bề mặt da, đặc biệt là những cái nếp nhăn, những cái vết châm chim hay là những cái nếp nhăn ở trên cái vùng miệng của các chị, nó sẽ được cải thiện rất là rõ rệt sau một liệu trình sử dụng. Một năm các chị sử dụng một lần cho em Huế một liệu trình vàng lá này để giúp cải thiện toàn bộ những cái vấn đề lão hóa ở trên da mặt của các chị. Chúc các chị sẽ thành công với liệu trình vàng lá 24K sử dụng tại nhà.